Theo chia sẻ từ một số nông hộ canh tác rau trên địa bàn huyện Đơn Dương, tuy giá vào thời điểm này có giảm nhưng thị trường tiêu thụ khá ổn định nên cũng không ảnh hưởng lớn đến nguồn thu. Và từ nay đến cuối năm, thị trường khá lạc quan, các nông hộ và các hợp tác xã chuyên sản xuất kinh doanh rau đều đang tập trung sản xuất, đẩy mạnh liên kết để tăng đầu ra. Giữa vùng đất rau Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, nông dân đang tập trung xuống giống những lứa rau đa dạng chủng loại phục vụ người tiêu dùng cả nước. Và một tập thể nông dân xứ rau này cũng đang đoàn kết sản xuất với mục tiêu mở rộng đầu ra cho rau thương phẩm. Vùng rau Lạc Lâm xưa nay bà con thường trồng rồi bán cho thương lái, đưa xuống các chợ vùng đồng bằng và khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Khi tham gia vào hợp tác xã viên cũng trông đợi có thể tìm được đầu ra ổn định hơn, mang lại thu nhập tốt hơn. Và hợp tác xã đã có hợp đồng bao tiêu sản phẩm với thành viên, đó là cung cấp một số loại rau củ cho công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Asuzak Đà Lạt. Thông qua hợp tác xã, công ty thu mua các loại rau củ như hành bo rô, sú, cải bẹ xanh để đưa vào chế biến xuất khẩu. Có được hợp đồng bao tiêu, thành viên hợp tác xã tích cực trồng theo kế hoạch do công ty phân phối, đảm bảo đúng chủng loại, số lượng, chất lượng theo yêu cầu. Người nông dân đã thu được những quả ngọt đầu tiên từ tập thể. Sau 5 năm, có thể nói thành viên của hợp tác xã đã có kinh nghiệm trong việc thực hiện hợp đồng cung ứng rau cho các chuỗi tiêu thụ và chế biến công nghiệp. Hợp tác xã hiện nay đã thu hút được 35 thành viên, diện tích canh tác 25 hectare, gồm 3,5 hectare nhà kính, nhà lưới 12 hectare và trồng ngoài trời 10 hectare.